Xin chào bạn đến với chương trình Duy Nguyễn Vlog ngày hôm nay. Thì Duy Nguyễn có một câu rất là tập đắc trong bộ phim Thoát Gầy. Phim Thoát Gầy là một bộ phim cũng rất là hay do Thành Online sản xuất nha các bạn. Các bạn nào chưa xem thì các bạn có thể đón xem. Bạn lên YouTube, bạn gõ hai chữ Thoát Gầy là nó sẽ ra nha. Thể xác gầy còm không thể mang ra ngoài bão lớn, bị hóa tinh thần nào đi hết giấc mơ xa. Như các bạn đã biết, để có một Duy Nguyễn đứng đây ngày hôm nay thì ngày xưa là một Duy Nguyễn gầy còm, yếu ớt, thất bại trong cuộc sống, gục ngã trong cuộc đời, tùm lum tùm lưa hết. Nói chung các bạn cứ xem phim trailer Thoát Gầy. Trailer Thoát Gầy nó nói về cuộc đời của Duy, và phim Thoát Gầy nó miêu tả chính xác hơn nữa một nửa sự thật đời Duy Nguyễn. Không, chùm phim huyền thoại nha các bạn, một nửa sự thật cuộc đời của Duy Nguyễn. Đó, đáng lẽ ngày hôm nay làm cái vlog này Duy sẽ thay bộ đồ. Đó, tại vì hôm nay là Duy sẽ giới thiệu những cái dự án, một cái dự án của công ty BBT trong năm ngoái, đợt cuối năm ngoái và tiếp tục trong năm nay. Đó là dự án Crash B. Một cái thương hiệu đối với Duy đó là một dự án. Mà trong cái dự án Crash B là một trong những dự án lớn, nó có rất là nhiều cái sản phẩm của thương hiệu Crash B này. Đây là cái bình lắc Crash B. Các bạn sẽ thấy là Duy Nguyễn hay cầm cái bình này đi ngoài đường nè. Thích cái bình này, nó có cái dòng. Thì lần sau Duy sẽ sản xuất bình THOL cũng có cái dòng luôn. Nó tiện các bạn. Nó tiện lắm. Đi máy bay cầm bình này uống bao ngầu nha. Nó nói chung là game nó là một cái gì, nó giống như tôn giáo của Duy vậy đó. Nó quan trọng lắm. Cứ cái bình lắc, cứ không? Cứ cái đôi giày, cứ cái nó. Áo thì có khi áo THOL, có khi thì là áo CK. Tại vì nhiều khi mặc áo THOL nhiều người biết quá rất nguy hiểm mà, nên nhiều khi đổi áo, cái đó là có. Nhưng thôi không dùng dài nữa. Trong những cái sản phẩm của Crash B có một sản phẩm Mask Gainer cao năng lượng có tên là True Gain, mà ngày hôm nay Duy muốn dành ít thời gian để nói về nó, cũng như cái cách mà gọi là sử dụng nó cho nó hiệu quả. Thì True Gain nó là một cái sản phẩm mask cao năng lượng duy nhất của thằng Crash B. Duy nhất, nó không có sự chọn lựa. Mà để phát triển cái dự án True Gain này á, thì là BBT phát triển True Gain tất cả các mùi của nó. Nói cho nó ngoài thôi chứ nó có hai mùi vậy. Mùi chocolate với mùi vanilla. Vani đó. Đây, bịch to đùng. Thì nó ngắn gọn thôi, thằng này thì nói chung mà nhìn nó cũng bình thường. Nó cũng bình thường, nó không được đẹp trai cho lắm. Nhưng tại sao BBT phân phối nó? Tại vì nó là mask cao năng lượng. Ok, mình dùng cái chữ ok. Và nó lại phù hợp cho ngân sách của sinh viên. Sinh viên thường thường nào thức đêm học bài cũng ốm các bạn. Mà giờ kêu mua mask 1.8-1.9 này nọ, em cũng có khả năng. Em thốn đạn quá, không sao. Không sao. Sản phẩm của BBT bây giờ nó phân phối, nó trải dài. Nên cái True Gain này á, nó là một cái sản phẩm mask dành cho ngân sách thấp. Ngân sách thấp không phải có nghĩa là rất cùi, mà cái đó là cái chiến lược. Đó là cái chiến lược nha bạn. Nói chung là cái chất chơi của Duy làm sao thì Duy sẽ phân phối hàng hóa nó như vậy. Và cái công ty BBT nó sẽ được hoạt động theo cái hướng như vậy. Không bao giờ mà đi trạch cái đường ray của cái sao chữ vàng khỏe đẹp thành công và đẳng cấp. Không chơi thôi, chơi là phải chắc nha. Đó, thì True Gain này nhìn đây, nó có những cái thế mạnh sau đây. Một á, là cái nguồn protein của nó trải dài 50g thôi, liệu dụng 50g protein thôi. Nhưng mà protein của nó trải dài từ nhanh tới vừa. Nhanh là gồm có whey protein. Whey nó có nhiều loại whey, không? Whey isolate, whey constraint. Nó có meal protein là chậm vừa đó. Thì cái nguồn protein nó trải dài như vậy, khối lượng là 50g một liệu dùng. Tên này bao nhiêu liều ạ? 17 liều bạn. Thường thường mask căn bản là 16 liều nha. Mask căn bản là 16 liều. Còn mask đã được 17 liều. Đó. Nhưng mà ở đây nó mạnh về cái calorie. Calorie của này tới hơn 1.200 rồi. Calorie càng cao tăng cân càng nhanh. Nhớ nha. Rồi nó mạnh ở gì nữa? BCA. BCA thằng này nó tương đối nó rất là cao. BCA 10g. Nha, 10g BCA. Rồi tiếp tục nó mạnh ở cái gì? Đó. Mạnh gì ta? Ủa nó hết trơn rồi. Mà nó năng lượng, mà nó BCA và glutamine nữa. Glutamine thì nói chung là nào chả có. Nhưng mà điều đặc biệt nó mạnh ở mùi vị.
mùi vị nó chấp nhận, mùi vị nó ok. Thường thường mát nó dính vô cái mùi vậy, mát nó dính vô cái mùi chứ cái độ hòa tan nó nhìn vậy phải vậy, khi bịch đẹp lắm về pha không tan, nhưng mà pha tan không tan mà vô cái skill của chúng ta nữa, nó cái skill lắc của chúng ta, cái bỏ nước của chúng ta và cái mùi vị pha làm sao cho nó dễ uống, đó là cực kỳ quan trọng. Nếu mà bây giờ mà nói chuyện pha mát á, mà chúng ta cần phải bỏ thêm này thêm kia nó nhiều quá, nhiều khi các bạn không có thời gian. Ở đây Duy chỉ hướng dẫn các bạn là pha lắc tay thôi, lắc tay cho nó hòa tan và chúng ta uống nhanh, uống hoặc là uống nhanh hay là bỏ tủ lạnh, chứ cái mát mà cái cầm cái màng mà để trời nắng là không được, trời nắng được nha. Sẵn tiện quảng cáo thêm, RHB có rất là nhiều sản phẩm nha các bạn. Đó, có dòng Aminolin thần thánh. Aminolin thần thánh là amino mà tốt nhất trên đời luôn các bạn. Nói chung là từ khi có Aminolin là Duy chơi mình Aminolin, không những chơi bên kia luôn á. Hợp gu hay sao mà nhưng dùng nó cảm tình ghê. Uống nó vô nó có cảm giác, nó ngộ vậy đó, nó là amino, nhưng mà chúng ta uống nó vô chúng ta có cảm giác. Và amino là amino đốt mỡ, nên bạn nhìn người Duy nè, nói chung đẹp thì cũng dám tự hào. À, trời đất ơi, Duy ăn nhậu còn phải biết là nói nhậu cho nó ai, hết cái nhậu nhưng mà ăn ghê lắm bạn. Trời, ăn không kiêng cái gì luôn. Bánh chưng, bánh chưng, bánh bò, bánh tét hay là cà ri hay gì đó quất sạch, ham ăn giả man luôn á. Tự nhiên dạo này Duy cảm thấy sống buông thả mà. Trước những cái món ngon vật lạ là không kiềm chế được, mà trước những người phụ nữ đẹp rủ đi chơi cũng không từ chối luôn. Nên đôi khi phải cần phải trấn tĩnh là chút đỉnh chứ kiểu này hoài mốt dễ mập lắm. Đó, nhưng mà Duy cứ Aminolin và bộ ba thần thánh nha. Đối với gì sản phẩm không thiết đó là Aulip, bộ ba thần thánh, Lean Body, Amino, Casin, đó là những sản phẩm mà Duy dùng liên tục. Thằng nào uống Aulip một tháng nghỉ kệ nó, Duy uống 3 năm mà Duy chưa nghỉ đó. Không có nó là nó chán mà. Không biết có nghiện hay không thì không biết thiệt nha. Đó, không biết có nghiện hay không. Aulip Duy cũng giờ dùng nhiều thứ lắm. Có dùng Aulip Concentrate nữa, trời đất, có dùng vô tập như nhặt sàn như bạn. Sung lắm. Nhưng mà có một cái tự nhiên vẫn cảm tình hơn so với bố này. Đâu rồi? Đây. Vẫn cảm tình hơn chứ này. Đó. Nên xài này. Này tại vì biết sao nó mắc bạn. Tự nhiên giờ mình cầm đồ rẻ mình bỏ vô cái tự nhiên thấy nó sai sai. Đó, tại vì cái này mình đang xài 50 ngàn một liều ngon lành, vút qua bên kia còn có 35 mà. Thấy nó cũng hơi kỳ kỳ. Nên quay lại xài này nha, chứ hồi trước là có xài Concentrate nữa. Concentrate cũng giống này sinh viên luôn á. Rồi RHB nó còn gì nữa ta? Nhiều lắm. Nó còn Isobot. Không có nào mà nó lạ như Isobot đó mà. Thằng Isobot mà quay cái quay đốt mỡ nó mới ghê chứ. Đó, bình thường quay đó là quay không, nhưng mà Isobot là quay đốt mỡ nha. Nó còn nào nữa? Dino. Nó còn vitamin. Nó còn tăng sinh lý nữa, Framti. Đó, tăng sinh lý nha. Cái này xài thử đi mới biết chứ giờ không biết nói sao, nó không ghiền ghiền. Nhiều lắm bạn không nhớ nổi luôn á. Đó, RHB là một cái thương hiệu mà BBT phân phối rất nhiều sản phẩm, mà hầu như những sản phẩm là phân phối tất cả các mùi. Nên bạn xài thì cái ví dụ như bạn xài Aminolin đi, bạn quay lại mùi của nó chắc hết 4-5 tháng. Cái lọ của nó tương đối giá rất ok. Đó, mà 70 lần dùng. Thôi không nói nữa ghiền nha. Đó, chơi luôn. Không, bột rất mịn mà mình nó nổi mất tiêu cái muỗng luôn. Bây giờ cuộc hành trình tìm muỗng nè. Không nói thiệt chứ bộ đâu phải rồi cảm tình là mẹ. Bột mịn nè, bột này ok á. Nhìn hàng này có như hàng phê nè. Mấy cái mùi, mấy cái này mùi gì? Mùi sô cô la phải không? Đúng rồi, mùi sô cô la nên sẽ có hộp sô cô la này. Hộp sô cô la là nhập khẩu bên Malaysia nha. Trời đất ơi, Malaysia là Vương quốc cacao, không biết hả? Trời đất ơi, Vương quốc cacao đó. Nên hai cái hộp này nhập khẩu bên Malaysia nha. Rồi, đầu tiên pha mát chúng ta phải nhìn cái gì? Nhìn cái liều, con liều mấy muỗng đây. Cái serving đó bạn, serving per container đó là 17 serving. Size là cup, 2 cup lần pha nửa liều. Mát lần pha nửa liều, ngày uống liều tới liều rưỡi, 2 liều nha. Nhớ. Rồi, pha nửa liều, 1 liều lần muỗng. Cái muỗng nó nhỏ lắm bạn. Nói chung muỗng này muỗng cà phê vậy đó. Nha. Muỗng như muỗng cà phê vậy đó. Đó, đổ vô, thấy rớp lầm chưa? Thôi,
Mà bởi vì mát này vô là thấy quê quê vô này nè. Đổ vô, này ướt lượng rồi. Thôi chờ chút các bạn. Cái kèo thấy ghê quá. Nói chung là duy nhiều đồ chơi đó. Bạn muốn chơi với chiều bạn tới ngày mai luôn. À, đây. Nói chung mua mát tặng bình luôn nha. Bình tới BBT lấy đi uống ngày gì xả rồi chừng bao cái bình luôn á. Rồi, bây giờ sao đây? Thằng này nó bự quá, không vừa đúng không? Bây giờ có nhiều cách lắm mà. Bây giờ có nhiều cách lắm, nói thiệt với bạn luôn đó nha. Cái muỗng này bự quá mà lấy cái muỗng nhỏ hơn. Giờ cách thứ nhất là múc trong này ra. Nhưng mà vậy không ngon thì mình đổ hết rồi ra đi. Rồi mình múc ngoài đây vô nè. Một muỗng. Nè, hai muỗng. Ba muỗng đầy rồi, hai muỗng rưỡi. Đó, cho là ba muỗng đi, mình vẫn chơi mà nó ba muỗng cho nó dung dung xíu. Vàng liều là hai muỗng rưỡi nha. Nhớ vậy thôi, có đâu sắn, chỉ nhỏ thôi. Nó lần pha hai muỗng rưỡi, một muỗng. Đó, hai muỗng. Mình đại gia mà rưỡi rưỡi con khỉ gì, chơi ba muỗng luôn. Đó, không? Ba muỗng. Muốn có cái muỗng nhỏ này là phải là fan của Duy Nguyễn mới có nha. Người thường không có đâu. Đừng có giỡn. Rồi giờ ra đổ nước. Đó. Rồi ok. Đổ cho gần đầy thôi nha, đừng đổ đầy quá. Gần đầy thôi. Bởi nhiều khi Duy cũng bỏ mấy bồ vậy. Má bồ Duy Nguyễn gì đâu mà không biết pha súp là Duy cũng giận lắm á. Mỗi lần mà mình cardio trên giường cái đọc ngại quá. Mỗi lần mình cardio xong á, mình thều thào và nói em ơi, pha cho anh muỗng lean body đi em. Trời đất ơi, ga pha lean body mà không tan là Duy giận cực kỳ. Đúng không? Giận cực kỳ bạn. Nên nói chung á, làm bạn gái của Duy là biết pha súp nha. Rồi nè, đầu tiên vậy nó cái thao tác là quan trọng nè. Lật lại, không có thao tác này đố tan hết, đúng không? Vô đít trong cái nữa, lại nha nè, để vậy lật ngược lại mạnh lên, lật mạnh chứ không có lật vậy nha. Đó, các bạn kêu yếu và lật về là thua, lật về bột nó không nhả được nè. Lật mạnh lên, vô đít trong cái nữa, lắc về luôn, lắc vậy nha, lắc vậy nè. Trời, có mấy nhỏ con gái nó tay nó nhỏ là nó chậm lắc nha. Thua luôn tuyệt nè, lắc vậy. Không, thắt vậy không? Khỏi cần máy xay tố gì hết. Ok. Nhìn coi tan chưa tan rồi á, mà muốn cho nó mịn xíu nữa lắc thêm phát nữa. Tại vì pha nước lạnh. Nước lạnh nó sẽ khó tan nước hơn nước vừa nha. Bằng pha nước bình thường nó sẽ tan dễ hơn. Bằng pha nước lạnh nó sẽ tan khó hơn. Bao giờ cũng vậy hết. Rồi xong rồi đó, sụi tay luôn. Dẫn hơi nè ha. Đổ ra. Khi mình pha nó bột nó tan hết thì nó sẽ nước nó làm tới đây. Hồi nãy mình đổ nước vô cao tới đây, nhưng mà nó rút vô trong bột nó còn như đây. Rồi, đổ ra. Nó còn mấy hộp sô-cô-la bên Malaysia nữa nha. Nó ngon, bỏ miệng uống. Ngon các bạn. Nhưng mà cái này gì không uống nha, nãy mới uống ly bột trắng rồi. Duy Linh nha, này tặng cho anh Đạt nha các bạn. Đạt thuộc dạng xì ke uống này, thôi anh tặng em nửa liều. Nhi. Rồi phần tiếp tục của video á là Duy sẽ nói qua cái vấn đề là cách dùng. Đói bụng lúc nào dùng lúc đó. Mát nó đói bụng lúc nào nó dùng lúc đó. Còn nếu mà các bạn nào mà dùng trong những cái hoàn cảnh mà nó là lạ thì bạn nhắn tin Facebook hay là bạn nhắn tin Zalo hay gì đó bạn hỏi Duy. Duy sẽ chỉ các bạn cách dùng cho từng trường hợp cụ thể. Còn về mặt nguyên tắc chung á, là mát đói bụng lúc nào dùng lúc đó, khi dùng không ăn, khi ăn không dùng. Nhớ, một ngày chúng ta đó sẽ ăn khoảng 3, từ 2 tới 3 bữa. Thì một ngày chúng ta cũng uống từ 1 tới 3 lần mát luôn. Mà một lần không nổi rồi, phải từ 2 tới 3 lần. Một lần là nửa liều, nãy giờ Duy pha là nửa liều. Nhớ, mới mua về một ngày uống 2 lần như vậy, uống hết một lần hơi thôi. Còn nếu mà sau này uống quen rồi, qua từ thứ 2, thứ 3 thì một ngày uống 3 lần là 1 liều rưỡi. Khi mà các bạn tăng 5 cân, 10 cân rồi, 5kg, 10kg rồi, các bạn tăng lên 2 liều. Khi mà tăng ký phải tăng liều, nhớ. Tăng ký không tăng liều, nó không tăng nữa. Tại vì sao? Tại vì khi bạn tăng ký thì
thì cái hệ số BMA của bạn nó tăng lên. Hệ số BMA của bạn nó tăng lên, bạn muốn cho bạn tăng cân nữa thì cái TDE nó phải tăng nữa, nó mới tăng cân. Nhớ nha. Uống trước khi tập nên hay không? Không nên uống trước tập quá gần. Uống xong một tiếng xong mới đi tập nha. Đó, nên các bạn liệu những nãy giờ Duy nói là gì bạn phải nhớ. Uống một ngày là bao nhiêu liều bạn nhớ nè. Rồi trước khi tập bạn uống là phải uống cách một tiếng. Trước khi ngủ uống lúc nào cũng được. Buổi trưa uống cũng được, nếu mà uống thì không ăn, mà ăn thì không uống. Tùy thuộc vào những cái điều kiện sinh hoạt đặc thù của các bạn. Nhớ. Còn trong trường hợp bạn ăn bữa ăn trưa đó mà nó ít protein hoặc nó không đủ chất, ví dụ như bạn đang đi ở đâu đó hoặc là bạn ăn cái cục xôi, ăn ổ bánh mì hay là ăn KFC hay là ăn pizza, đó là những bữa ăn không có đủ chất, thì bạn có thể uống phần nửa liều, tức là 1/4 liều, đúng không? Tại vì mình đã ăn rồi, bình thường là mình uống nửa liều, còn mà bây giờ mình ăn một chút rồi thì mình uống ít lại đó. Mà một ngày uống bao nhiêu thì nhớ. Còn nếu mà ngày nào không ăn thì uống hết. Nó tùy thuộc vào điều kiện sinh hoạt các bạn. Còn ngày nào mà ăn quá nhiều thì uống ít lại. Tại vì á, khi mà bạn ăn nhiều và uống nhiều nữa, cơ thể bạn nó không hấp thu nổi. Chúng ta phải trải dài thời gian ra. Đã ăn no rồi thì không uống chút xíu nữa uống. Đó. Không đói cũng phải uống, đúng không? Tại vì nếu bạn cứ canh bạn đói rồi mới uống thì một ngày bạn có 3 bữa thì bạn đâu đói gì đâu. Bạn không đói gì, bạn không uống, mà không uống thì bạn không tăng cân được. Đó, nó rất là phức tạp với cái chỗ mà xài mát. Nó phụ thuộc vào cái điều kiện sinh hoạt. Các bạn đi học, các bạn đi làm, các bạn ở nhà bạn không. Ví dụ bạn ở nhà bạn không mà bạn không mập, bạn không bự lên thì bạn phải xài mát thôi. Thì lúc đó hoàn cảnh xài của bạn nó sẽ khác. Nên khi mà bán hàng á, các em sale người ta sẽ tư vấn cụ thể cho các bạn uống như thế nào cho những cái đối tượng cụ thể luôn. Đó, nhắc lại các bạn, đây là một dòng mát chiến lược của RHB. RHB chỉ có một mát thôi. Đó, nên nó đặt hết tâm tư tình cảm vô cái sản phẩm mát Trugen này. Và cái sản phẩm mát Trugen đó, nó là một sản phẩm mát mà dành cho những cái bạn mà gọi là thu nhập nó vừa phải. Đó là chiến lược kinh doanh của công ty BBT nha. Đó, công ty BBT đặt cái dòng mát này là dòng mát kinh tế. Cái giá nó có thể dao động từ 1.1 triệu tới 1.3 triệu. Tùy vào chính sách, nó có event hay không event. Đó, sinh nhật, ví dụ như thằng sinh nhật con bồ cũ của con sếp Duy Nguyễn thì nó giảm giá nữa, ai biết được, đúng không? Nên cái giá nó sẽ dao động vào từng thời điểm. Nên khi các bạn mua hàng, các bạn gọi điện thoại đến số điện thoại 1900 2050 hoặc số điện thoại di động hotline 0934111640 thì sẽ có nhân viên trực tổng đài và chăm sóc bạn rất là kỹ. Đó. Nhân viên của công ty BBT gồm có nhân viên sale. Thí dụ như các bạn có thể nhắn tin Facebook cho Duy. Khi mà các bạn nhắn tin Facebook cho Duy, Duy sẽ tạo một cái nhóm. Trong cái nhóm đó nó sẽ có 3-4 em sale và một em quản lý. Đó, người ta sẽ chăm sóc bạn, người ta nắm biết được tình hình của bạn, tư vấn cho bạn. Đó, và chăm sóc bạn cách dùng sản phẩm cho tới khi có kết quả. Đó, và Duy cũng nằm ở trong cái group đó luôn. Đó, nên cái quá trình mà xử lý đơn hàng của công ty BBT nó cũng tương đối là nó chuẩn, nó cũng trải qua rất là nhiều bộ phận. Thì bên cạnh lời cuối cùng là đó, cảm ơn các bạn trước đây đã sử dụng những dòng mát khác của công ty BBT. Thì hiện nay công ty BBT cũng phân phối mát của khá nhiều hãng. Đó, có Muscle Mat Gainer, nó có Mat Effect, nó có Mat Infusion và nó có Trugen. 4 dòng mát cao năng lượng chiến lược. Đó. Mà thường thường á, những cái sản phẩm mới á, thì đặc trưng nó PR cho các bạn, quảng cáo cho các bạn để các bạn nắm hơn. Còn những sản phẩm cũ đã trải qua 5 tháng rồi thì đó là bạn đã biết rồi. Đó. Thì các bạn có thể xoay vòng những sản phẩm này tùy thuộc vào gọi là mình dùng sản phẩm á, thì tùy thuộc vào thời điểm đó công ty nó đang gọi là khuyến mãi sản phẩm gì, hoặc là trong thời điểm đó sản phẩm nó có cái mùi gì đó, để chúng ta dùng cho nó phù hợp, nó ok. Ví dụ mình dùng một cái sản phẩm này mà mùi chocolate quen quá thì bạn có thể đổi qua sản phẩm khác cũng là mùi chocolate luôn, nhưng mà chocolate của sản phẩm này nó sẽ khác chocolate sản phẩm kia, và mùi vani sản phẩm này sẽ khác mùi vani của sản phẩm kia. Và 4 sản phẩm mát cao năng lượng của công ty BBT nó sẽ có rất nhiều mùi nha các bạn, nó có rất nhiều mùi. Những năm trước đây á thì chỉ là mùi sô cô la thôi, hoặc lâu lâu thì có dâu, còn bây giờ là sản phẩm của công ty BBT nó sẽ rất là nhiều mùi. Đó, thì các bạn nào mà ăn lâu mà không tăng cân, bạn đang bị gầy hay là đang bị tụt ký, đang bị bệnh gì đó, mà chúng ta có nhu cầu để chúng ta tăng cân và tăng cơ nhanh thì chúng ta cần phải sử dụng mát BBT, và Trugen là một thành viên trong gia đình mát BBT. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hy vọng là video này sẽ giúp ích được cho các bạn. Xin thân ái, kính chào.